Vâng, thì nhân cái sự kiện mà Audio Hoàng Hải khai trương Focal Power by Naim boutique đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á thì cũng rất là hay, có dịp là CEO của Vervent Audio thì là công ty mẹ của cả hai thương hiệu Focal và Naim. Vâng, cũng rất là vui tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam thì có dịp được gặp gỡ trò chuyện với lại đại diện của Vervent Audio. We're very welcome and thank you for joining us for interview from the audiovisual partnership. And vâng, thế được biết là tập đoàn thì cũng đang mở rộng ra cái mô hình là Focal Power by Naim ở trên khắp ở mọi nơi trên thế giới, thì cái điều này thì nó giúp ích gì trong cái việc mà đem đến những cái giá trị cho khách hàng? So according to the website, that because the Vervent and the Focal Power by Naim are expand on the investing on the growth throughout the many countries. For example, like Vietnam, China. So what is the value to bring for the customer? So our vision is quite simple. Hi-fi industry needs to evolve. On the last 4 decades, this industry has been really relying on the passive system and also to the audiophile customer. Nowadays, it's very important for us to attract a broader audience, more customers, especially customers also from the lecture industry who can afford to buy our setups, but who are not used to push the door of multi-brand retailer. So our objective through Focal Power by Naim is to provide with easy solution, easy to install, plug and play, user-friendly, in order to attract other sort of customers. Để đem đến những giá trị cho khách hàng gồm có rất nhiều khía cạnh. Thì đầu tiên là có thể là mở đến một con đường mới cho thị trường audio và nói riêng và Focal nói chung, ở những cái cạnh là có thể thấy là trong 4 thập kỷ vừa qua thì và thị trường audio luôn luôn là trong một cái màng bọc, thì trong đó Focal không muốn cái điều đấy, thì có thể thấy như cái hàng như Bow họ từ bỏ rồi, thì audio như B&O cũng thế và Marshall cũng thế, thì Focal họ muốn là vẫn đem lại cái bản sắc của audio nhưng mà tiến hơn một bước xa khi mà tiếp cận những khách hàng gọi là bình thường hoặc là khách hàng tầm xa, để mà có thể cung cấp những cái giải pháp gọi là không cầu kỳ quá, chỉ cắm và chơi thôi. Thì trong đó có thể có những cái dòng như kiểu có thể thấy ở đây như dòng Naim rất chỉ họ, hoặc là trong tương lai có thể phát triển những cái sản phẩm mà gần gũi hơn với các khán giả khách hàng ở những cái cạnh có thể mua và chơi và không bị tốn nhiều công sức để mà tìm hiểu quá, và ở phát triển về mặt thương hiệu khi mà đảm bảo cái chất lượng đấy luôn luôn là ở top hàng đầu. Vâng, được biết là Focal Power by Naim Audio Hoàng Hải đây là cái store đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á. Vậy thì Vervent Audio đánh giá như thế nào về thị trường của Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á? Do we know that this is the first one on the Southeast Asia Focal Power by Naim. So how do you think that the Hoàng Hải can do in the future? How the plan and how they target? So it's not the first one in Southeast Asia, as we have many other Focal Power by Naim. We have 3 boutiques in Malaysia. We have great development going on. We have we just opened a few days ago the Siam Paragon boutique in Thailand. Nevertheless, we believe that Vietnam is a very dynamic market. The growth in the country is very important, and we have also a great partner who is able to develop our brands in a very good way. You know, to develop a market, as we are keen to implement a global approach, would mean to have a global vision, but to rely on local expertise. In order to develop our brands properly, we had to find the right partners. We have the right partners, and we strongly believe that the business will fly within Vietnam. Có thể đính chính là đây không phải là cửa hàng đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á, chỉ là đầu tiên tại trong Việt Nam thôi. Tại vì trước đó thì Three in the Malaysia là có 3 cửa hàng Focal Power by Naim ở tại Malaysia rồi, và cách đây khoảng 1-2 ngày thì đã mở thêm cửa hàng thứ 3 của Thái Lan ở tại Siam Paragon của Thái, Thì có thể thấy đây là một cái thương hiệu và đường lối của tập trung vào cho Đông Nam Á rất là mạnh mẽ. Và ông tin trong đó thì Việt Nam là một trong thị trường phát triển mạnh mẽ vào những năm gần đây. Và theo những tiêu chí của Focal là chúng ta không, và của họ là không thể đi một mình được như các thương hiệu khác, thì phải luôn luôn tìm kiếm những nhà phân phối và nhà bán lẻ mạnh mẽ để mà cùng phát triển, để mà khi muốn cất cánh một chuyến bay thật dài và thật cao thì luôn luôn cần những cái người trong đội ngũ là cung cấp và phát triển thương hiệu cùng, là trong đó là phải chọn đối tác phải cực kỳ mạnh mẽ với cả biết họ đang làm gì. Thì trong đó là họ chọn Audio Hoàng Hải là một trong những cái tên hàng đầu, và điều đó là chứng minh được khi mà mở được cái Focal Bao by Name đầu tiên. Đấy, thank you very much for sharing. Welcome. Thank you so much. Thank you so much. Vâng, hôm nay trong không khí rất là phấn khởi tưng bừng, chính thức khai trương ở Focal Power by Name ở store, thì không biết là cái cảm xúc của anh như thế nào ạ? Mình trước tiên phải giới thiệu là mình là giám đốc công ty Hoàng Hải, gọi là Audio Hoàng Hải, với kinh nghiệm là cũng 34 năm trong lĩnh vực âm thanh. Thì một cái dịp này đó rất là dịp đặc biệt, cuối năm cũng là mùa mua sắm. Hoàng Hải quyết định là tổ chức một cái cửa hàng, khai trương cái cửa hàng gọi là Focal Power by Name. Thực ra là gọi một cái ý nghĩa đúng nghĩa nó ra là cửa hàng thời trang về âm thanh. Chứ âm thanh thì là chỉ nghe thôi, nhưng đây mang tính chất thời trang, có nghĩa là cả decor, cả thiết kế cho khách hàng nếu có nhu cầu. Thì tôi rất là vui vì rất là đông anh em đến, và mình thấy là cũng đạt được những cái đơn hàng và những cái đặt hàng khác của một số đơn vị họ biết được về sản phẩm này, nên mình thấy là rất là thành công. Vâng. Thực ra thì trước nay thì Audio Hoàng Hải cũng vẫn phân phối các cái sản phẩm của Focal hay là của Naim Audio, nhưng mà nó cũng tách biệt ra. Thế và giờ đây thì với cái không gian mà trưng bày mà Focal Power by Name này, nhìn nó chỉnh chu, nó đồng bộ và nó cũng hấp dẫn hơn, sang trọng hơn, theo một cái mô hình không gian trải nghiệm boutique shop mới. Thì theo anh thì cái giá trị cũng như là cái khi mà khách hàng đến đây trải nghiệm thì họ sẽ được cái gì? Trước tiên là họ sẽ được một cái cảm nhận rằng là về một cái gì đó hoàn toàn mới. Họ sẽ cảm giác được cái không gian sáng tạo của người Pháp thiết kế, và họ có thể mang cái không gian đó về nhà họ. Và họ biết thêm được những cái sản phẩm mới về công nghệ, dùng đến kỹ thuật số mà Naim họ đã dày công nghiên cứu. Và ngoài ra Focal họ cũng có những cái hệ thống làm thích hợp cho văn phòng, nhà ở hoặc là lâu đài. Ví dụ như là màu gỗ chẳng hạn thì có thể dùng cho những nhà cổ, nhưng mà nếu mà chung cư kiểu penthouse thì người ta dùng màu trắng chẳng hạn, thì đấy là cái thiết kế. Hoặc là dù nhà ở bình thường thì lại dùng cái màu nâu buồn, nâu trầm. Đấy thì nhiều vấn đề, và có thể là làm theo ý của mình, mong muốn để cho cuối cùng là đưa đến một cái thời trang trong âm nhạc cho khách hàng. Theo góc độ của anh thì ví dụ các audiophile, những người chơi những cái cặp loa của Focal thì đương nhiên là họ cũng có thể lựa chọn những cái âm ly từ nhiều thương hiệu khác. Tuy nhiên nếu mà chọn những cái âm ly hoặc là các cái thiết bị điện tử đồng bộ từ Naim thì anh có đánh giá về cái chất lượng hay là cái hiệu quả, có cái sự khác biệt gì về? Naim thì họ cũng có được 53 năm về kinh nghiệm, và Focal thì cũng 44 năm về kinh nghiệm. Do đó họ đều là bậc thầy về chế tạo loa. Trong cái quan điểm của họ thì nó là một sự đồng bộ và hài hòa. Như chúng ta tưởng tượng, như chúng ta nấu một bữa ăn, chúng ta pha nước chấm mà nếu mà không chuẩn thì rất là khó. Với họ thì có thể dành cho những người mới chơi và chơi lâu rồi đều có một cái sự rất hài hòa và chấp nhận được. Bởi lẽ là họ đã làm sẵn cho chúng ta ăn rồi, chúng ta không phải đi tìm hiểu. Thậm chí Naim họ làm cả dây dẫn, dây tín hiệu để sử dụng, để chúng ta đỡ mất thời gian. Và cái này họ cũng không mong muốn đi vào các audio file nhiều lắm. Họ muốn đưa vào các quý bà, quý ông và những người mang tính chất là có góc độ nhìn thẩm mỹ cao, và những người mà mang tính chất là thích về vấn đề design thiết kế, và những người mà cảm thấy nó cũng vừa phải, tức là vì không đòi hỏi quá khắt khe như những người mà audiophile. Mà tôi nghĩ rằng audiophile thì các bạn biết thì cũng không có nhiều, mà tôi nghĩ muốn bán được nhiều thì phải mọi người đến Bạn đến Louis Vuitton, Hermes bạn đâu có mặc cả được. Thậm chí bạn phải mua thêm hàng bao nhiêu họ mới bán cho họ cái túi da cá sấu bạch tạng 500.000 đô cái túi. Thì bạn thử tưởng tượng họ làm thế nào mà không có mà mua. Đấy. Thì Focal, Focal by Name họ hướng đến cái điều đó, chứ họ không muốn hướng đến một cái gì đó mang tính chất là mít, chép, bát hay, muốn tổng thể hay. Và nó như một nhà hát. À, bạn biết rồi, nhà hát thì nó cũng vừa phải thôi, tức là ngồi nghe giống nhà hát thì tự nhiên, còn hay thì nó chỉ là một cái cảm nhận. Thực ra em cho rằng là cái cảm xúc của cái người mà thưởng nhạc cũng như cái người chơi ấy, nó là một cái điểm mà rất là quan trọng nữa. Cái cảm xúc, bây giờ họ có yêu thích một cái sản phẩm này, đôi khi cái yếu tố thẩm mỹ hay là cái gì đấy mà họ cảm thấy họ nhìn thấy thích cái đã, thì họ có thể họ cũng liên quan đến cái quyết định họ chọn lựa. Thực ra thì Focal và Naim thì những năm gần đây thì theo cái góc độ em quan sát thì thấy là nó cũng đa dạng hóa rất là nhiều những cái sản phẩm, và đặc biệt là ở những cái phân khúc mà dễ tiếp cận hơn thì có cũng nhiều những cái sản phẩm mới và cái công nghệ mới. Thế và như vậy thì ở Audio Hoàng Hải ở đây thì có thể đem đến những cái sản phẩm như thế nào nó phù hợp hơn? Câu hỏi này rất là đúng, tại vì xu hướng thì những người bạn trẻ thì mới ra trường thì cũng không thể có thu nhập cao như những người đã từng trải và đã thành công trong sự nghiệp. Thì những bạn trẻ đó mà yêu âm nhạc thì có thể họ có những sản phẩm nêm như Utility, Muso hoặc là Kibu Kibird, nó rất rẻ, chỉ tầm 20 triệu đến 50 triệu là có thể sở hữu được rồi. Thì tôi nghĩ 2 đến 50 triệu, 100 triệu thì nó cũng không phải là cái gì lớn với người trẻ, và tôi nghĩ là đấy là những khách hàng tiềm năng trong tương lai. Có thể sau khi họ yêu nhạc rồi họ sẽ nâng cấp dần và 10 năm nữa thì có thể họ thành một dàn tiền tỷ là chuyện rất là bình thường. Và ưu việt nhất bây giờ là hệ thống âm thanh số có hàng triệu bài hát mà ngày xưa họ yêu thích, mà bây giờ chúng ta dễ dàng chúng ta tìm hiểu và chúng ta nghe được ngay lập tức, trong vòng 5 giây chúng ta có thể sở hữu và sử dụng miễn phí. Thì tôi nghĩ rằng đấy là một điều rất tốt để cho những sản phẩm Naim họ đi vào những phân khúc trung bình như vậy. Thực ra là cũng là một cái câu hỏi cuối thì cũng xin về năm tới thì không biết là dự báo của anh về cái thị trường âm thanh, nhưng còn anh có một cái dự báo thì về dự báo thì tôi nghĩ rằng là như bạn biết rồi, tất cả mọi thứ đều phụ thuộc vào nền kinh tế. Khi nền kinh tế chúng ta nó khấm khá, mọi người có tiền, có điều kiện, có thu nhập thì mọi người sẽ nghĩ chuyện ăn chơi hưởng thụ. Nhưng mà khi thu nhập chúng ta kém đi thì chúng ta phải nghĩ chắt bóp và chúng ta nghĩ chuyện giảm chi tiêu, vì cái này nó cũng không quá cần thiết. Thì tôi cho rằng là lúc đó thì người ta sẽ nghĩ đến sản phẩm nó vừa túi tiền. Nếu mà thật sự quá yêu thích thì nó vừa phải, chấp nhận được thì sẽ đầu tư. Nhưng mà nếu nhiều tiền quá, tiền tỷ chẳng hạn, thì tôi nghĩ rằng sẽ khó và cũng sẽ không bán được nhiều. Vì khi đó thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ không lan tỏa được nhiều. Chúng tôi cũng biết điều đó và chúng ta cũng tập trung vào những phiên bản và những phân khúc thấp để đưa đến mọi người nó dễ hơn. Vâng, thì cũng nhân dịp mà khai trương về cái store Focal Power by Naim hôm nay thì cũng xin chúc cho anh cũng như là Audio Hoàng Hải và sẽ thành công hơn. Vâng. Chúng tôi cũng rất cảm ơn các bạn và cũng mong các bạn truyền tải đến cho tất cả mọi người là có thể đến đây xem, nghe và thử những cái sản phẩm mới nhất của Focal by Naim, từ tai nghe, sản phẩm không dây cho đến những sản phẩm xem phim. Chúng ta rất đa dạng và chúng ta luôn luôn welcome mọi người. Vâng, xin cảm ơn anh.